Buổi chạy thử máy và bàn giao máy ép cắm viên S270 cho các vị khách hàng trực tiếp đến xưởng sản xuất của công ty. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị khách hàng muốn tự chủ công đoạn sản xuất cắm viên cho vật nuôi, tận dụng các phụ phẩm sẵn có dư thừa, qua đó giúp tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Với mục đích trên, các vị khách hàng đã đến xưởng sản xuất của công ty Bình Minh đặt mua máy ép cắm viên S270. Với yêu cầu chạy thử máy với các loại nguyên liệu thô, kỹ thuật viên đã chuẩn bị các loại nguyên liệu bột cám, ngô hạt, đỗ tương. Các vị khách hàng ngày hôm nay với nhu cầu muốn mua một dòng máy ép cắm viên để làm cắm viên cho trang trại nhà mình với năng suất mong muốn tầm 400 cân trên 1 giờ nên đã liên hệ với công ty Bình Minh để nhận được sự tư vấn. Nhận ra nhu cầu của khách hàng, nhân viên bán hàng của công ty đã giới thiệu cho khách hàng dòng máy ép cắm viên S270 sử dụng động cơ 11kW, nguồn điện 380V với năng suất mỗi giờ 350-450 cân. Trong lúc kỹ thuật viên đang chạy thử máy, nhân viên bán hàng của công ty hướng dẫn khách hàng cách sử dụng máy một cách hiệu quả. Các vị khách hàng cảm thấy rất hài lòng về dòng sản phẩm, liên tục kiểm tra thành phẩm cắm viên xem có đúng như yêu cầu của mình hay không. Tạo ấn tượng mạnh bởi hệ thống hai quả lô ép hiện đại tiên tiến, giúp các vị khách hàng dễ dàng nghiền trộn nén chặt hỗn hợp đi qua mặt sàn ra ngoài cửa xả. Các dòng máy ép cắm viên của công ty Bình Minh đều được lắp đặt tổ hộp số Visai Auto, giúp dễ dàng nghiền ép các loại nguyên liệu thô thành cắm viên. Ngay cả đầu cá, máy ép cắm viên S270 cũng có thể dễ dàng ép thành cắm viên theo như mong muốn của các vị khách hàng. Với phương châm vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi, tổ kỹ thuật viên cùng với nhân viên bán hàng luôn phối hợp nhịp nhàng, giúp các vị khách hàng sau khi quan sát và được nghe hướng dẫn khi về nhà là đã có thể sử dụng được máy S270. Và trước khi tắt máy, kỹ thuật viên hướng dẫn khách hàng để lại một lớp lót sàng để lần sau sử dụng máy sẽ không bị tắt sàng. Và đến đây thì buổi bàn giao máy đã kết thúc. Các vị khách hàng đã rất hài lòng về dòng sản phẩm S270 đặt mua từ thiết kế, năng suất, cách sử dụng máy, cách đón tiếp của nhân viên. Thưa quý vị bà con, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh chuyên sản xuất các dòng máy nông nghiệp, công nghiệp phục vụ bà con trong quá trình sản xuất, giúp quý vị đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các sản phẩm do công ty chế tạo và sản xuất luôn đạt được chất lượng tốt nhất, đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng, được quý vị tin tưởng và sử dụng rộng rãi. Công ty luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, sản xuất ra các dòng sản phẩm ưu việt nhất. Trực tiếp thay lời cảm ơn của quý công ty gửi tặng tới quý vị bà con trong suốt quá trình đồng hành, tin tưởng và sử dụng các dòng sản phẩm của công ty. Đến đây Ngọc Nga xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị bà con. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.